Yip, 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 yip. Cái cần này sao hả? Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Trung Nguyễn Fishing. Hôm nay chúng đang có mặt tại hồ câu cá giải trí Hải Vân ở Bà Rịa, Vũng Tàu nha các bạn. Thì bây giờ chúng bắt đầu chuẩn bị ra cần để mình câu buổi câu ngày hôm nay tại hồ này. Các bạn nào có muốn biết thông tin về hồ câu cá giải trí Hải Vân thì các bạn lên Google search là hồ câu cá giải trí Hải Vân nha các bạn. Là các bạn sẽ tới tận hồ luôn. Rồi, các bạn theo mình đi làm mồi câu cá hôm nay. Đấy, cho nó kìa này, cho anh em xem cái cảm giác nó sướng. Rồi, có cá nha. Không biết cá lớn không ơi? Nhỏ à? Nhỏ à? Nhỏ à? Ôi trời ơi, đem một xe một có xuống quất liền chạy. Nửa chạy. Cá biết nửa mồi chạy. Ô. Rồi. Chạy vô. Ê. Có cá nha. Rồi, tuyệt vời. Bao nhiêu thời gian chờ đợi cá đan nha các bạn. Rồi, giờ tiếp tục săn Hugo. Xem mồi mới đó, cục mới cục cũ anh cục nào. Mất tiêu rồi. Ừ. Mai bắt được hơi bắt được sóng rồi. Giá lại đang thứ tự. 1 2 3. Đó. Đó, 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 xuống. Ồ mày hả bưởi. Đây hả bưởi. Đấy. Thì ra mày. Mày hả bưởi, sớm giờ mày bắt được sóng của mày nhá. Coi này, coi con này là vừa rồi mà mới quăng không quất liền trời. Rồi mày hả. Rồi tiếp là kiếm con nào lớn. Rồi, ok. Rồi, con thứ hai nha các bạn. Đi lấy cái gọng đi. Anh nữa nào mà. Con lưỡi cơ dưới. Đây đây, đây trắng. Rồi, nó là nảy mồi trên nữa đây đó. Vậy là hai mồi giò nang á. Tuyệt vời. Rồi, bây giờ là 1 giờ trưa ha. Có anh em tí của hồ Hải Vân mời những món ăn đặc sản của vùng biển nha các bạn. Nghệ thật tuyệt vời. Cảm ơn em rất là nhiệt tình. Anh em mình dù lần đầu gặp như vậy là quá tuyệt vời ha. Cảm ơn em nha. Rồi bây giờ ăn thôi. Yeah đấy các bạn. Tuyệt vời. Mình Yeah, chào gà. Một còn nữa. Không biết con này bự không nha. Con thứ ba nha các bạn. Đấy.
Quả này hy vọng quá lớn nha, cái này chắc 90kg hay 13kg đây. Không. Rồi, thứ ba. Trời thấy nó bèn sướng cả người luôn. Ồ, được à, qua đây được à. Đấy. Ý. Lên mày. Lên. Lớn không? Được. Không, 7 á. Đã quá. Ý. Thôi. Có nhỏ bị có lớn đúng không? Ừ. Hay quá. Cảm ơn luôn anh ơi. Mình ngưng ly cái là cá đây liền không? Đấy. Các bé ơi. Mày hả? Tê đây. Tắm. Sao? Sao em cảm giác cái uống nước nó té nước là sao? Giống con gà mà dỗ nước rồi ta. Này con gà đá đang bị mệt. Ồ, nó chạy nó khỏe dữ rồi. Mày hả bơi? Lên mày. Dướng rồi em đó hả? Rồi. Vô mày. À, không chịu vô trời. Con này bự à, con này cân cho bao nhiêu ký rồi? Ồ. Ồ. Quấn không? Quấn à. Ồ. Con này được rồi, con chạy dữ rồi ta. Quấn nhẹ nhẹ thôi, không sao đâu mình. Đừng có căng là được. Mệt quá. Phê, quá phê luôn. Ừ, con cá vô kìa, vô. Ồ. Quá tuyệt vời. Rồi tuyệt vời, hôm nay có anh em ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu hỗ trợ bắt cá gắp cá rất là tuyệt vời. Ở đây có Toàn Béo nha, Tô Ly Toàn Béo à. Rồi có Bi nha, Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Rồi có em hello cậu Ba Huỳnh. Cậu gì? Cậu Ba Huỳnh. Ok, rất tuyệt vời, hôm nay giao lưu với anh em ở đây khá là vui, anh em mới gặp lần đầu. Rồi bây giờ mình sẽ chạy xem bao con cá là bao nhiêu ký. Em cầm đây. Mình sẽ xem con cá này bao nhiêu ký nha. Thử cân cá này bao nhiêu ký coi. Thì hả bưới. Ok. Lỗ kia. Em chứ cái lỗ nào để lỗ. Rồi. Hai. Thử cân bao nhiêu ký coi. Bự quá. Cá hồ Hải Vân kéo khỏe quá, chạy kéo phê luôn. Ba con nha em, chờ chút xíu nha. Bắt đi ba bốn con nữa cho em coi. Coi. Ok. Rồi. Đang tăng ký từ từ hả? Sao cầm cần sướng không? Nằm bộ. Tốt. Rồi, đây là một bạn Bi fan hâm mộ của Trung Quyết Fishing, hôm nay gặp Trung ở tại hồ câu cá Hải Vân nha. Lấy thử cục búng của Trung, búng tàu hang của Trung câu để kiếm cảm giác quăng phát xuống cá ăn liền. Xem cá lớn cá nhỏ ra sao nha các bạn. Rồi, đón xem. Đâu rồi? Đâu rồi? Kéo qua. Rồi. Bự không? Rồi. Đâu rồi? Có sát đâu, sát rồi. Đây. Mới vừa quăng nó có cá liền. Đây. Hôm nay Trung đi gấp cá cho một người fan của Trung nha. Rồi. Anh em mình đứng đây chụp hình làm kiểu làm kỷ niệm nào.
Nào. Yeah. Tuyệt vời. Chắc. Ok. Đây. Một phát nữa. Đây bật hai con. Dây màu hồng không, không có biết dây nào của ai. Rồi. Tại sao? Cũng cùng vậy mà thằng Bính có thằng không? Để xem là anh ở. Nói vậy tí nói. Quất 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 đi. Yeah. Rồi đã quá đã quá. Tiếp tục. Từ từ chú rất cảm xúc. Búng Trung Quyến Vi Sinh dầu hăng nha các bạn. Đưa xuống cái mà em mới làm hai phát hai con. Hay quá. Cố lên em, cố lên em. Phải lớn ạ. Đâu hay đâu hay đâu rồi, vô chưa. Bự đấy, kìm đâu. Đâu rồi, kìm nó đâu. Rồi. Đây. Mày gấp hai con cho em ấy, cho fan hôm nay là cùng giao lưu cùng với Trung tại Bà Rịa Vũng Tàu nha. Hồ câu cá Hải Vân nha các bạn. Cá lên lia lịa luôn. Rồi, xả đây. Ừ. Ăn hai lưỡi luôn. Mồi ngon quá, cá ăn hai lưỡi luôn. Ăn quá những cái bụng nó mập. Đây. Để như giấy đâu. Đây. Đây, tuyệt vời. Con thứ hai. Hồ câu cá Hải Vân, cá rất là khỏe, chạy rất là mạnh nha. Ghê thiệt. Ngày em nó lấy hai cục búng nó quăng kế bên cái bức hai con. Hay quá. Đợi xíu nó bắt con cá 13 kg của chủ hồ. Lấy tiền chơi. Cần thì sao? Mày hả? Con này cắt 13 kg là lấy tiền của chủ hồ nè. Rồi. Mày hả bưởi? Đã quá. Đã quá các bạn ơi. Hồ câu cá Hải Vân cá khá là nhiều. Lượng cá ở đây chủ hồ chia sẻ với Trung là khoảng trên 8 tấn nha các bạn nha. Chú cần xuống. Ok, qua đây. Mày hả bưởi. Gấp. Gấp rồi. Chưa kiếm được con 13 kg. Đây. Tiếp tục. Quá đã. Hơi mệt nhưng mà quá đã các bạn. Cảm giác khi câu cá nó ghiền làm sao ấy. Đó. Quá bự. Cá bóng lưỡng luôn, không có vết chày luôn. Cá khỏe. Ok.